chị em chúng ta đứng lên để chúng ta làm phép tưởng. Chúa ở cùng anh chị em. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa không chê bác việc tạc vẽ tượng anh các thánh, để mỗi lần con mắt thể xác chiêm ngưỡng anh tượng đó, chúng con cũng dùng con mắt ký ức để suy niệm các hành vi và đời sống thánh thiện của các ngài mà bắt chước. Chúng con nài xin Chúa làm phép và thánh hóa tượng ảnh này để tôn kính Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ. Xin Chúa đoái thương để ai siêng năng tôn kính Thánh Giuse trước anh tượng này thì nhờ công nghiệp và sự che chở của người được Chúa ban ơn thánh ở đời này và vinh hiển vĩnh cửu đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cũng như là cho giáo xứ, để hôm nay chúng ta được tôn vinh Thánh Giuse đấng bầu cử và là người công chính, để xin Chúa cho mỗi một người chúng ta biết noi gương Thánh Giuse, sống khiêm tốn và để rồi phục vụ gia đình thánh, phục vụ hội thánh, và mỗi người chúng ta cũng biết xây dựng hội thánh Chúa để chúng ta mỗi ngày sẽ được lớn lên trong đức tin, và nhờ đức tin cũng thánh hóa để cho chúng ta được biến đổi nên công chính như Thánh Giuse. Chúng ta đã cùng nghinh Thánh Giuse làm phép tượng đài, giờ đây chúng ta cùng tôn vinh Chúa qua kinh vinh danh. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Tinh thì chính cái tước hiệu người công chính nó luôn luôn được đặt đó và nó đập vào mắt chúng ta. Tôi nghĩ đó lại là một cái điều đáng làm hơn. Bởi vì chính khi mỗi người chúng ta được mời gọi đến với Thánh Du Xe là để cho chúng ta không phải chỉ là để chúng ta xin ơn, để chúng ta phó thác một cái chuyện gì đó, để chúng ta cậy nhờ Thánh Du Xe cái công việc nào đó, nhưng mà là để cho chúng ta được trở nên công chính như Thánh Du Xe. Và đó mới chính là cái điều